Cái quyển sách tên rất là hay, nó gồm 53 trang, được xuất bản vào năm 2015. Năm nay không biết là tháng nào. Tên là Ngay Bây Giờ Hoặc Không Bao Giờ. Ngay Bây Giờ Hoặc Không Bao Giờ của tác giả S.G. Scott. Ngay Bây Giờ Hoặc Không Bao Giờ do Trung Tâm Alpha phát hành. Ở đây á, nói về cái việc là trì hoãn. Thôi đọc đi, đọc cái lời mở đầu đi. Bạn có phải là một người hay trì hoãn hay không? Khi đảm nhận một dự án quan trọng, bạn phải dồn toàn bộ trí lực để hoàn thành nó. Xong, bạn sẽ lại có vô vàn lý do để bao biện cho việc trì hoãn cái dự án này. Trưởng nhóm chưa được báo, bạn không có những giấy tờ hợp lệ hoặc không rõ mình phải bắt đầu từ đâu. Cái lý do không rõ mình phải bắt đầu từ đâu là lý do thường gặp nhất khi mà có một cái gì đó mới bắt đầu với mình. Bất kể lý do là gì, bạn đều đang tự tìm cách để bao biện mỗi khi bạn trì hoãn. Thêm vào đó, việc trì hoãn sẽ làm nảy sinh một hiệu ứng tích lũy. Hiệu ứng tích lũy. Nếu bạn thường xuyên trì hoãn thì khi hoàn thành xong một công việc, bạn phải lập tức sẽ có thêm vài công việc khác ập đến. Dù bạn có chăm chỉ đến đâu thì dường như bạn sẽ vẫn mãi phải loay hoay trong cái vòng công việc lẫn quẩn bất tận này. Là trì hoãn thì việc dồn lại, việc thì có nhiêu đó thôi. Bây giờ mình không làm, mình chơi cho đã, xong rồi mình làm. Mình làm trong thời gian ngắn, làm trong thời gian ngắn thì là hiệu quả nó kém vậy thôi. Mà làm nhiều nữa áp lực cao nữa, dễ đi tự tử lắm. Ai trong đời cũng từng đôi lần trì hoãn, trong khi đa số thường xuyên trì hoãn thì một vài người khác lại coi việc trì hoãn là trở ngại ngăn cản họ đến với một cuộc sống hạnh phúc và thành đạt. Trì hoãn ngăn cản mình đi đến cuộc sống hạnh phúc thành đạt. Cuốn sách này được viết cho những người đó, những người đang nỗ lực tranh đấu để hoàn thành dự án và những công việc cá nhân đúng thời hạn đề ra. Ngừng trì hoãn không phải là một việc bất khả thi. Bạn chỉ cần rèn luyện thuần thục những thói quen được rất nhiều người thành đạt sử dụng, biến chúng trở thành một phần của công việc hàng ngày của mình. Một số người cũng thường có những nỗi sợ hãi và những hạn chế giống như bạn, nhưng nhờ vào việc tự rèn luyện, họ đã có thể hành động một cách kiên định và hiệu quả mà không còn trì hoãn nữa. Trong cuốn sách Ngay Bây Giờ Hoặc Không Bao Giờ, bạn sẽ khám phá ra hàng loạt các ý tưởng giúp bản thân vượt qua sự trì hoãn hàng ngày, trong khi nhiều cuốn sách khác chỉ cung cấp những mẹo đơn giản, thì với cuốn sách này, bạn sẽ biết được tại sao một chiến lược lại trở nên hiệu quả. Nó loại bỏ những hạn chế về niềm tin nào và bằng cách nào chiến lược ấy có thể được ứng dụng tức thì vào cuộc sống của bạn. Nói một cách ngắn gọn, bạn sẽ khám phá ra được những căn nguyên gây ra sự trì hoãn và cách chiến thắng chúng. Đó, cái quyển sách này đề cập đến tìm ra những cái nguyên nhân mà gây sự trì hoãn của mình và cho mình một vài cái giải pháp để mình loại bỏ những cái trì hoãn đó ra khỏi cuộc sống của mình. Trong đó cái chiến lược là cái nền tảng. Rồi, đôi nét về tác giả. Tôi là S.J. Scott, hiện đang điều hành trang blog Develop Good Habits, là phát triển những cái thói quen tốt. Mục đích của trang web này là chỉ ra làm sao mà việc liên tục phát triển thói quen tốt có thể đưa bạn đến một cuộc sống tươi đẹp hơn. Thay vì giảng dạy cho bạn, tôi sẽ cung cấp những chiến lược giản đơn mà ai cũng có thể áp dụng vào cuộc sống bận rộn của mình. Tức là thực dụng hơn, đi vào những cái chiến lược. Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi, cách tốt nhất để tạo ra một thay đổi triệt để đó là chỉ nên tập trung phát triển từng thói quen một mà thôi. Hồi cấp 3 và đại học, tôi thường chỉ đến đêm cuối trước kỳ thi mới bắt đầu cày. Ơi sao giống thầy quá vậy? Lượng kiến thức cần nạp vào rất cao, như núi gì đó, và chắc chắn tôi khó lòng nhớ được hết chúng. Quá đúng, mấy em cũng vậy thôi.
Phải đến năm 2003 khi bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh trực tuyến, khởi nghiệp cái việc kinh doanh trực tuyến, tôi mới khám phá được một chân lý đơn giản: không ai khác mà chính bạn. Chính bạn là người phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Câu nói này khiến tôi nhận ra rằng nếu muốn thành công trong việc kinh doanh thì trước tiên tôi phải thay đổi con người bên trong của tôi cái đã. Trong một vài năm, tôi đã đọc và áp dụng các kiến thức thu được từ một vài cuốn sách, một vài trang web nói về hiệu suất cá nhân như Getting Things Done, làm hoàn thành mọi công việc, hay là 43 Founders, 43 thư mục, hay là Zen Habits, tạm dịch là các thói quen về thiền. Zen là thiền, Habit là các thói quen. Eat the frog là ăn con ếch. The success principle là những nguyên tắc để thành công. The war of art là cái chiến tranh của nghệ thuật. The seven habits of the highly effective people là bảy cái thói quen của những người hiệu quả, cực kỳ hiệu quả. Thêm vào đó, tôi đã thử nghiệm nhiều chiến thuật đa dạng với hy vọng chúng sẽ giúp tôi vượt qua sự trì hoãn và liên tục hành động. Tức là không lỡ bỏ một là lỡ bỏ hết tất cả các thời gian mà chơi đùa của mình để tập trung vào cái công việc hiện tại. Vậy kết quả ra sao? Tức là ông này cũng đọc hết rất là nhiều cái quyển sách và cái kết quả này như thế nào? Tôi hiện đang có một công việc trực tuyến vô cùng thành công, trong đó bao gồm 37 cuốn sách đã được xuất bản dành cho Kaido. Tức là ông này ổng viết 37 cuốn sách cho Kaido của Amazon đó. Mặc dù chưa phải là một chuyên gia về hiệu suất cá nhân, nhưng tôi cảm thấy mình đã có những bước tiến nhất định. Tất cả những điều này đều nhờ vào việc tạo lập các thói quen hướng đến kết quả, đạt được kết quả. Nói khác, tôi đã tạo dựng được một vài thói quen chống lại sự trì hoãn. Tức là để thành công thì phải không chỉ là sự trì hoãn mà còn nhiều cái thói quen khác. Không chỉ là thói quen mà còn là cái suy nghĩ, rất là nhiều thứ để hợp nên cái sự thành công này. Ông này cũng đọc rất nhiều sách, mình mới đọc có một quyển sách của ông thôi. Một vài thông tin về cuốn sách này. Cuốn sách không nói về tôi, tôi viết nó như một công cụ giúp bạn vượt qua sự trì hoãn mà thôi. Nội dung cuốn sách tổng hợp mọi kiến thức, kinh nghiệm tôi đã học hỏi được trong vài năm qua về cách để có được những hành động phù hợp mỗi ngày. Mặc dù cuốn sách sẽ không thể ngăn cản mong muốn trì hoãn của bạn, nhưng bạn sẽ hiểu được tại sao mong muốn đó lại xảy ra và cách thức rèn luyện những thói quen cụ thể để vượt qua được cái cảm giác này. Những thông tin bên trong cuốn sách được đúc kết bằng một khung chương trình cụ thể. Đầu tiên, chúng ta xem xét việc bản chất tâm lý đằng sau sự trì hoãn là gì. Cái tâm lý làm cho mình cứ trì hoãn hoài là tại sao như vậy. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét 7 cái lý do mọi người thường dùng để biện minh mỗi khi muốn trì hoãn. Thường dùng nhất 7 cái lý do này. Muốn trì hoãn thì cứ xài một trong 7 lý do này, hoặc là xài cả 7 lý do. Sau đó chúng ta sẽ thảo luận về 23 cái thói quen để khuất phục những trở ngại tâm lý này. Và cuối cùng, tôi sẽ giúp bạn biến những kiến thức này thành hành động. Đừng để sự trì hoãn phá hỏng cuộc sống của bạn. Trong cuốn Ngay Bây Giờ Hoặc Không Bao Giờ, bạn sẽ khám phá được một bản hướng dẫn chi tiết có thể tạo ra những kết quả đáng mong đợi trong cuộc đời của bạn. Hãy nắm lấy nó đi nào. Quảng cáo kinh dị thiệt. Một chiêu trò quảng cáo của ông này nói hay lắm, không biết là đọc vô đây thì nó như thế nào. Thói quen trì hoãn, chúng ta sẽ coi thử cái thói quen trì hoãn là gì. Coi tác giả Scott nói thói quen trì hoãn là gì. Mọi thành công hay thất bại trong đời nếu bắt đầu đều bắt đầu từ một thói quen nào đó. Từ một thói quen đó, đập đi đập lại hoài. Những điều bạn làm hàng ngày sẽ xác định phần lớn những gì bạn đạt được trong cuộc sống, đúng không? Thói quen tạo nên cái lề lối, và đa phần chúng ta đều sử dụng một vài cái lề thói để vận hành cuộc sống của mình. Chúng ta thức dậy vào buổi sáng và làm theo một loạt hành động định sẵn: tắm rửa, đánh răng, mặc quần áo, ăn sáng, đi đến công ty, làm việc và trở về nhà. Ngày nào cũng vậy. Một vài người chọn làm theo những thói quen cải thiện bản thân, cải thiện cái bản thân mình lên, như là đặt ra mục tiêu, đọc những quyển sách khơi gợi cảm hứng, thực hiện những dự án quan trọng và phớt lờ mọi thứ vô bổ gây phân tán. Đó là những cái thói quen
giúp cải thiện cái bản thân của mình. Em có đặt ra mục tiêu không? Có đọc những cuốn sách hay khơi gợi cảm hứng không? Có thực hiện những dự án quan trọng? Học sinh thì mình thực hiện dự án quan trọng là mình quyết tâm học hết cái quyển sách này trong vòng bao lâu đó, quyết tâm học môn đó cho giỏi nhất lớp, hay là phớt lờ mọi thứ vô bổ gây phân tán. Em có chơi game, có coi tivi, coi phim hoạt hình, đọc truyện, đọc sách gì không? Những người khác lại chọn các thói quen phá hủy bản thân mình, như làm việc ở mức tối thiểu. Làm việc mức tối thiểu tức là việc đó làm được cũng không sao, mà làm được thì tốt, làm không được thì cũng không sao, chọn không làm. Ăn những thức ăn những không thức có ăn lợi cho không sức có khỏe. lợi cho sức khỏe. Ôi trời. Làm giảm khả Làm năng. giảm khả năng. Tắt âm thanh Tắt âm của thanh sát thủ của bóng đêm sát thủ. đi. Làm giảm khả năng sáng tạo bằng những chương trình giải trí nhạt nhẽo và đổ lỗi cho người khác khi thất bại. Thất bại cái đổ lỗi với người ta. Mình sai. Rõ ràng là mình biết mình sai mà mình lại đi đổ lỗi cho người ta. Những cái thói quen cực kỳ xấu mà ai cũng mắc phải. Trên thực tế các thói quen có thể vừa tốt vừa xấu. Chúng tạo nên con người của chúng ta, những gì chúng ta làm và những gì chúng ta có thể đạt được trong cuộc sống. Điều thú vị là mọi thói quen đều được hình thành theo cùng một cách duy nhất mà thôi. Tất cả các thói quen của chúng ta dù xấu hay là tốt cũng đều hình thành một cách duy nhất. Khi hiểu được cách nó vận hành, bạn có thể tự tin áp dụng mỗi lề thói mới và làm theo một cách kiên định. Tức là chúng ta có thể luyện tập một cái thói quen tốt và loại bỏ cái thói quen xấu chỉ một cách duy nhất thôi. Giả sử bạn muốn viết 30 phút mỗi ngày. Cái mà viết 30 phút mỗi ngày á, hay là đọc 30 phút mỗi ngày á, là luyện về cái kỹ năng viết và cái kỹ năng viết văn đó, tức là tập làm văn của chúng ta đó. Bạn tạo lập thói quen này bằng cách làm theo hướng dẫn mà mọi người khác từng sử dụng. Cố gắng viết 30 phút mỗi ngày. Mỗi ngày hãy dành một khoảng thời gian cho cái thói quen này. Tức là học Anh văn 30 phút mỗi ngày, học Anh văn 1 tiếng mỗi ngày giống như hồi xưa với thầy. Tạo ra tức là dành thời gian cho cái việc này và cố gắng theo đuổi nó. Tạo ra một cách nhắc nhở vào thời điểm cụ thể để thực hiện thói quen này, tức là đúng 8 giờ lên học Anh văn với thầy, đúng 8 giờ lên học toán với thầy. Hãy bắt đầu bằng việc đặt ra những mục tiêu nhỏ như dành 5 phút để viết lách chẳng hạn. Hãy theo dõi thói quen này để đảm bảo cho bạn đang làm nó mỗi ngày. Ngày nào cũng phải làm, ngày nào cũng phải làm. Chứ đừng có để những cái thói quen, những cái cuốn hút nó làm mình bỏ lỡ kế hoạch này. Lên kế hoạch cho những ngày mà bạn không có hứng để viết. Cái này rất là hay nè. Lỡ cái ngày nào đó mình mất hứng viết rồi mình không làm theo được thói quen này thì mình sẽ làm cái gì để tiếp tục giữ cái thói quen này hay đúng không? Mình biết là mình có thói quen, có quen, nhưng mà ngày đó đó hay nâng nâng dần nỗ lực của bạn cho đến khi bạn viết đều đặn 30 phút mỗi ngày. Tức là vạn sự khởi đầu nan. Lúc nào lúc đầu cũng rất là khó để mà theo được cái lớp học này. Thì mình cần phải thứ nhất là cố gắng thực hiện nó mỗi ngày làm một cái gì đó để mà nỗ lực của mình hàng ngày đúng 8 giờ lên học. Rồi những cái ngày nào mà mình thấy là không có hứng để mà học thì mình sẽ làm cái gì? Có phải là trốn luôn hay không? Dù tốt hay xấu thì mọi thói quen đều được hình thành từ việc lặp đi lặp lại thói quen mà. Có những thời điểm trong cuộc đời thói quen trì hoãn có cơ hội phát triển bởi nó đem lại cho bạn cảm giác vui sướng trong một thời điểm ngắn. Xong, điều mà bạn đã không làm và học cách vượt qua cảm giác lười biếng đó để thực hiện những việc cần làm. Tức là điều mà bạn không làm là học cách để vượt qua cái cảm giác lười biếng đó. Để thực hiện những việc cần làm lười biếng. Một trong những lý do lớn nhất giải thích cho việc mọi người thường hay trì hoãn là công việc đó mâu thuẫn với những thói quen sẵn có của họ. Sao hay dữ trời.
là cái công việc đó mình làm mâu thuẫn với những thói quen sẵn có của họ, đó là thói quen hiện tại của mình, đúng giờ đó lên coi phim. Bất cứ khi nào bạn cố gắng làm một điều gì đó mà không phải những việc bạn làm hàng ngày, bạn sẽ cần phải có nỗ lực nhiều hơn, ý chí nhiều hơn thì mới hoàn thành được nó. Điều này càng đúng hơn nếu đó là một công việc nhàm chán. Muốn biết đó là một cái việc nhàm chán à, mình biết được cái kết quả của nó là sẽ tốt à, thì mình phải cần nỗ lực ý chí để theo đuổi nó. Nó không có hứng mà ai 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 mà thích nó coi phim hoạt hình vui hơn. Giải pháp đơn giản nhất để vượt qua sự trì hoãn không phải là chiến đấu với nó, thay vào đó bạn cần thay thế nó bằng những lời nói thích hợp, tích cực, có lợi cho cuộc sống của bạn. Bạn sẽ thấy rằng khi một công việc khó khăn trở thành một thói quen, nó sẽ không còn bị trì hoãn và không còn bị khó khăn nữa. Bạn sẽ làm nó một cách rất tự nhiên, như đánh răng, xem tivi hay là lái xe đi nữa. Tất cả những việc bạn cần đó là một bảng hướng dẫn giúp bạn phân chia mỗi công việc thành những việc làm nhỏ hàng ngày và hoàn thành những việc làm nhỏ đó. Mục tiêu nhỏ thôi rất là dễ hoàn thành. Tất cả chúng ta đều luôn muốn trì hoãn. Đó là một phản ứng hoàn toàn bình thường khi phải đối mặt với thách thức và khó khăn. Bí quyết để hành động ở đây là hiểu được tại sao bạn lại đang trì hoãn. Lý do gì? Trong phần lớn chúng ta sẽ có 7 cái lý do phổ biến mà mọi người thường đưa ra để bao biện khi sự trì hoãn, khi sự trì hoãn, bị sự trì hoãn cám dỗ. Thứ nhất, 7 lý do để nảy sinh khi bạn muốn trì hoãn là gì? Không khó để nghĩ ra một cái cớ nào đó để trì hoãn. Bí quyết ở đây là phải biết khi nào một lý do là hợp lý và khi nào nó chỉ là một cách khôn lỏi để né tránh việc thực thi cái nhiệm vụ của mình. Phần lớn những cảm giác trì hoãn ta khởi nguồn từ một nỗi sợ hãi tiềm thức hoặc là một niềm tin khiến chúng ta tự giới hạn bản thân của mình. Khi dành thời gian để khám phá những ý nghĩ này, bạn sẽ nhận ra rằng thật dễ dàng để chiến thắng được chúng và tạo ra một tư duy tích cực hướng đến một cái hành động. Trí óc của bạn là một bộ máy kỳ diệu, nó cung cấp cho bạn nguồn sức mạnh để tạo ra bất cứ thứ gì từ trí tưởng tượng của bạn. Mặc dù vậy, nó cũng có thể hạn chế khả năng hoàn thành công việc của bạn. Chúng ta thường bị mắc kẹt trong một dự án không phải vì thiếu động lực để hoàn thành nó, mà bởi những dạng suy nghĩ tiêu cực luôn lởn vởn ở trong đầu của chúng ta. Căn nguyên của thói quen trì hoãn đến từ niềm tin khiến chúng ta tự giới hạn bản thân của mình. Khi những suy nghĩ đó không được kiểm soát, chúng chính là nguyên nhân nảy sinh ra những cái cớ biện minh cho việc không hoàn thành một dự án hoặc là một công việc. Những cái suy nghĩ nó tiêu cực mà không được kiểm soát thì nó chính là nguyên nhân để nảy sinh ra những cái cớ biện minh cho công việc của mình. Mặc dù vậy, khi thách thức những lý do đó, thách thức đối đầu với nó, bạn sẽ thấy rằng đa phần chúng là kết quả của những nỗi sợ tiềm ẩn, tức là mình sợ gì đó mình mới không dám làm nó, hoặc những dạng thói quen tiêu cực, những cái dạng thói quen tiêu cực. Mọi người thường đưa ra 7 lý do để bao biện cho việc trì hoãn của mình. Cần hiểu được lý do tại sao chúng lại xuất hiện và bạn sẽ tiến được gần thêm một bước nữa tới việc chiến thắng của sự trì hoãn. À, lý do tại sao nó xuất hiện nha. Lý do thứ nhất, nó cũng chẳng quan trọng lắm. Ơi, đâu quan trọng đâu, từ từ làm cũng được mà. Lý do đầu tiên, nó cũng chẳng quan trọng lắm. Mọi người thường né tránh những công việc có vẻ không mấy quan trọng. Chúng đôi khi là những công việc không đòi hỏi quá khắt khe về mặt thời gian, có lúc lại là một công việc nhàm chán chẳng liên quan gì đến mục đích dài hạn của mình cả. Và có khi nó đòi hỏi bạn phải vượt qua được một nỗi sợ hãi lớn. Không cần biết ý nghĩ nào đang lướt qua đầu của bạn, nhưng có những lúc chúng ta thường trì hoãn một công việc bởi nó chẳng có vẻ gì là quan trọng cả. Một trong những liều thuốc đơn giản nhất để chữa căn bệnh chẳng quan trọng lắm là phát triển thói quen ra những quyết định đơn giản. Phát triển thói quen ra những quyết định đơn giản. Hoặc là bạn tập trung hoàn thành nó, hoặc là lấy can đảm để loại bỏ khỏi những cái việc cần làm. Một trong những cách tốt nhất để vượt qua được sự trì hoãn là đưa ra những quyết định khó khăn trong cuộc sống.
Kể cả việc lỡ bỏ những thứ đôi khi có vẻ quan trọng. Để hoàn thành được những cái mục tiêu không quan trọng thì tập cái thói quen đưa ra những quyết định đơn giản. Này là nói thôi, lý do này nói thôi chứ chưa phải là cách giải quyết. Chúng ta có 23 cái phương pháp, 23 cái thói quen cần phải luyện tập hàng ngày để trở thành một người thành công. Tác giả nói vậy. Đi qua cái lý do thứ hai, tôi cần làm cái gì gì trước, chưa cần làm cái đó thôi à, chưa cần làm đó, bây giờ tôi phải làm cái này trước cái đã. Đó là cái lý do thứ hai. Nhiều dự án thường bị đình lại bởi có một công việc đặc biệt bức thiết khác chen chân. Dù đó là một cú điện thoại, một dự án chen ngang hay một vụ mua bán đơn giản, tự nhiên đang ngồi làm bài, tập trung làm bài, có thằng nhắn tin hay là nhỏ nhắn tin khoái quá, rồi bỏ cái việc làm bài lại và ngồi nhắn tin. Một dự án chen ngang hay một vụ mua bán đơn giản thì những điều này rất dễ tạo ra sự trì hoãn khi phải hoàn thành chúng trước mọi công việc khác. Nhắn tin xong cái đã, trời ơi, học từ từ có gì đâu, nhanh mà bạn có thể loại bỏ à, cái việc đó nhanh mà, nhắn tin nhanh mà, có tốn nhiều thời gian đâu à, bạn có thể loại bỏ lý do này vĩnh viễn bằng cách phát triển thói quen xác định một cách trọn vẹn từng dự án. Tức là làm cho xong đi rồi nhắn tin. Yếu tố then chốt ở đây là chia nhỏ chúng thành những thành một loạt những hành động nhỏ mà bạn thực hiện hàng ngày. Là đưa một dự án lớn thành dự án nhỏ. Tức là mục tiêu dự án lớn là đậu đại học, dự án nhỏ là mỗi ngày học một ít, một ít, một ít, một ít. Đó là những hành động nhỏ mà bạn thực hiện hàng ngày. Cái lý do thứ ba, tôi cần thêm thông tin à, tôi cần thêm tin, tức là hiện tại tôi chưa đủ à, cái công cụ để mà tôi hoàn thành đó, tôi cần thêm một cái gì đó mới có thể hoàn thành, cho nên là giờ tôi chơi cái đã à, không đi tìm cái thông tin đó mà giờ chơi cái đã. Đôi khi đây là một lý do hợp lý, tôi cần thêm thông tin, có thể đây là một lý do hợp lý. Chúng ta thường có những công việc đòi hỏi phải thực hiện, phải được nghiên cứu kỹ càng trước khi bắt tay vào thực hiện. Mặc dù vậy, đây cũng khó có thể là một lý do chính đáng nếu bạn thực hiện một công việc đó theo tuần. Giải pháp đơn giản nhất dành cho vấn đề này chính là lấy thêm thông tin. Không bao giờ nên lấy việc không biết cách làm lý do để né tránh một dự án. Không biết cách làm thì học thôi. Không biết cách làm đi chơi, rồi chừng nào mới biết cách làm. Ngày nay không khó để học các kỹ năng hay tìm người trợ giúp rất là nhiều à, trên mạng đầy. Đó. Cái lý do thứ tư, tôi bị quá tải, tôi cần thêm thông tin. Ví dụ như thầy cho về nhà làm slide để trình bày cho trên lớp, vậy không biết làm sao hết, cần thêm thông tin để hỏi thằng đầm rồi cái đã. À, một trong những cái lý do để trì hoãn. Lý do thứ tư, tôi bị quá tải, ôi làm nhiều quá, làm nhiều quá, làm sao nổi. Chúng ta ai cũng từng bị quá tải, nó khiến chúng ta cảm giác như dù có ba đầu sáu tay thì chúng ta cũng không hoàn thành hết được. Ba đầu sáu tay, một cái để chơi game, một cái để xem tivi, cái để học bài, sáu tay à, sáu tay hả, lấy bốn tay học bài à. Vấn đề này thường xảy ra với những người cảm thấy mình phải có trách nhiệm tự làm tất cả mọi việc à, nhóm này tự làm tất cả mọi việc. Cảm giác quá tải có thể được loại bỏ bằng cách tập trung vào những công việc quan trọng và ủy thác hoặc loại bỏ những công việc khác. Ủy thác là nhờ người khác làm giùm, hoặc là loại bỏ luôn cái công việc đó, công việc không cần thiết, tập trung vào một cái thôi. Một khi biết cách xác định đâu là điều quan trọng thì không khó để tự xử lý từng nhiệm vụ một và hoàn thành một việc một cách nhất quán nhất. Tức là mình phải xác định là việc nào là quan trọng nhất, cần làm nhất, cấp bách nhất, mình phải làm ngay lúc này hoặc là phải làm sớm, thì mình phải xác định được cái điều đó à, để mình ưu tiên nó làm trước tiên. Lý do thứ năm, giờ tôi không có thời gian. Đây cũng là một lý do thực sự hợp lý. Đôi khi bạn phải tập trung những dự án và không thể bắt đầu dự án khác. Dù vậy, lý do không có thời gian thường dẫn đến một thói quen trì hoãn khó chịu, khiến bạn luôn gác lại những công việc quan trọng. Khi bạn nói giờ tôi không có thời gian thì có thể ý bạn là trong tương lai công việc sẽ dễ dàng hơn và thú vị hơn. Tuy nhiên, rất nhiều người đưa ra lý do này với hy vọng ngầm rằng công việc đó cuối cùng
sẽ không cần làm nữa. Đúng rồi, tại giờ bạn cũng không có thời gian thì ơi. À, nói câu đó để cho qua để nó nhờ thằng khác làm giùm. Nếu bạn cứ tiếp tục trì hoãn hành động theo kiểu để máy tính mà không ai biết mai là lúc nào thì khả năng cao bạn sẽ không bao giờ hành động. Bạn còn không biết là ngày mai là lúc nào nữa mà làm sao người khác biết được. Lý do thứ sáu, tôi lại quên làm nó mất tiêu. Ôi giờ quên rồi. Mọi người thường trì hoãn công việc vì họ quên. Chắc chắn nhiều khi chúng ta lơ đễnh và để một thứ gì đó trôi tuột khỏi tâm trí của mình. Tuy vậy, căn bệnh đãng trí mãn tính là một dấu hiệu cho thấy chúng ta đang phản kháng mạnh mẽ để cái việc thực hiện một công việc cụ thể nào đó. Ta đang lãng trí, đang phản kháng mạnh mẽ việc thực hiện một công việc cụ thể nào đó. Có thể bạn không coi nó quan trọng, có thể bạn coi bạn lo sợ bị thất bại nên bạn không dám làm, hoặc có thể hệ thống tổ chức bạn đang sử dụng không hiệu quả. Cái hệ thống tổ chức của bạn á, đang sử dụng. Vấn đề ở đây là quên không phải là một lý do chính đáng để trì hoãn. Đến một lúc nào đó bạn sẽ cần phải quyết định rằng hoặc là bắt đầu thực hiện hoặc là loại bỏ nó đi. À, ngay bây giờ hoặc không bao giờ. Ta đang đọc cái quyển sách ngay bây giờ hoặc không bao giờ. Ta đi qua lý do cuối cùng, lý do thứ bảy, tôi không thích làm việc này chút nào cả, không thích, không có thời gian, cần thêm thông tin. À, chắc chắn sẽ luôn có những công việc mà chúng ta e sợ. Bí quyết ở đây là chúng ta phải phân biệt được khi nào công việc cần được hoàn thành và khi nào nó có thể bị loại bỏ mãi mãi. Chúng ta thường nhầm lẫn giữa hai điều này và né tránh những công việc có thể tác động tích cực dài hạn đối với cuộc sống của chúng ta. Không nên trì hoãn làm việc gì đó chỉ vì bạn không thích. Tốt hơn hãy phân tích tại sao bạn ngại làm việc đó để xem có phải là một dấu hiệu của một vấn đề lớn hay không. Thầy muốn đọc nhanh lên nhanh lên nhanh lên để đi qua cái thói quen đầu tiên. À, để dừng cái video này lại. Tại sao phần lớn những lời bao biện đều là vớ vẩn? Bao biện là căn bệnh tất của tất cả mọi người. Dù bạn có thành công đến đâu thì chắc chắn cũng có đôi lúc bạn nảy ra một lý do để không phải làm một việc gì đó. Mẹ kêu làm thì sao? Mẹ kêu đi nấu cơm, mẹ kêu đi rửa chén, mẹ kêu đi giặt đồ, đi phơi đồ, mẹ kêu đi lau nhà, có vô vàn lý do. À, mà thường tâm lý là không muốn làm, mà không muốn làm thì có hàng trăm lý do để nói là con đang học mẹ ơi. À, dù bạn có thành công đến đâu trong khi lúc đó đang chơi game âm 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 âm. Đó là lý do tại sao hình thành những thói quen để ngăn chặn và vượt qua tư tưởng bao biện và là điều vô cùng quan trọng. Trong phần còn lại của quyển sách này, chúng ta xem xét danh sách những thói quen tích cực có thể được lồng ghép vào lịch trình bận rộn hàng ngày của bạn. Bận quá, bận chơi game quá, nhưng mà có những cái thứ mà có thể chen vào để luyện cái thói quen tốt. Tôi đặt tên chúng là những thói quen chống lại sự trì hoãn, anti procrastination habits, tức là những cái thói quen anti là chống lại, anti HKT, chống lại HKT, chống lại sự trì hoãn, ABH viết tắt. Bởi chúng giúp bạn hành động ngay cả khi bạn cảm thấy lười biếng hoặc không có chút động lực nào. Chán quá, lười quá, hoặc là không có chút động lực nào để mà học bài hết trơn à, thích chơi hơn. Giờ sao đây? Không chỉ đề cập từng thói quen, chúng ta còn nói về cách chúng giải quyết được một trong 7 lý do phổ biến mà mọi người thường mang ra để bao biện cho việc trì hoãn. Và một khi bạn đã hiểu được cách để vượt qua định kiến giới hạn của bản thân, bạn sẽ nhận ra rằng việc kháng cự lại sức hấp dẫn của việc trì hoãn quá ư là dễ dàng. À, quá quá dễ dàng để vượt qua sự trì hoãn. Hãy bắt đầu hành trình với thói quen mà tôi nhận thấy là quan trọng nhất để trở thành một người nói không với trì hoãn, nói không với ma túy, nói không với tham nhũng. ABH1, sử dụng quy tắc 80-20 để ra quyết định. Chúng ta đi vào cái thói quen đầu tiên, anti procrastination gì nè, habit là cái thói quen chống lại sự trì hoãn đầu tiên mà chúng ta cần phải làm. Đó là sử dụng quy tắc 80-20 để ra quyết định. Ta đọc xong cái thói quen này ta nghĩ, thói quen này nó như thế này: lý do loại bỏ là giờ tôi không có thời gian. Lý do loại bỏ cái vấn đề tôi không có thời gian,
không có thời gian tôi không muốn làm đó. Lão bỏ cái câu nói này: chúng ta thường trì hoãn bởi mớ công việc đang ngập đầu ngập cổ. Theo tôi, lý do này là kém thuyết phục, là một triệu chứng cho thấy bạn không xác định được đâu là điều thực sự quan trọng trong công việc cũng như đời sống cá nhân của mình. Thật may là bạn có thể vượt qua điều này bằng cách áp dụng triệt để quy tắc 80-20. Áp dụng triệt để nó mới được nha. Nguyên tắc này do Vilretto Pareto xây dựng, phát biểu rằng 80% kết quả bạn nhận được đến từ 20% nỗ lực của bạn. Trời ơi, 80% kết quả nhận được thì đến từ có 20% nỗ lực của bạn mà thôi. Tức là phần lớn kết quả bạn đạt là một số công việc nhất định. Bạn có thể ứng dụng điều này bằng cách chỉ tập trung vào những hành động tạo ra kết quả đáng kể và chủ động phớt lờ những công việc còn lại. Bạn có thể dùng quy tắc 80-20 để chống lại sự trì hoãn theo 5 bước sau. Bây giờ cách thực hiện 5 bước. Nghe không, nghe không? Hay là nghỉ? Bước thứ nhất, xác định những nhiệm vụ 80-20. Đó, nhiệm vụ mà cần làm. Thằng nào quan trọng nè? Việc xác định ra những hành động có tác động lớn nhất đến công việc của bạn là điều rất quan trọng. Vì cơ bản, đây chính là những lý do mà bạn được trả lương. Cách đơn giản nhất để áp dụng quy tắc 80-20 là xác định đâu là điều thực sự quan trọng và dành nhiều thời gian hơn cho những điều đó. Đâu là điều thực sự quan trọng. Nói cách khác, bạn phải tìm ra đâu là điều thực sự quan trọng nè. Nói khác, bạn phải tìm ra những công việc tạo ra 80% kết quả và hạnh phúc của bạn. Nhưng nếu bạn không thể xác định được phần công việc thuộc 80% đó thì sao? Có nhiều việc quá không biết là 80% đó là cái nào, nào quan trọng nhất đây. Hãy lấy bút viết ra và viết những công việc thường ngày của bạn, những công việc bạn sẽ phải làm. Tiếp đó khoanh tròn những công việc tạo ra những kết quả tốt nhất cho sự nghiệp của bạn. Những công việc mà sẽ tạo ra kết quả tốt nhất cho sự việc của bạn, cho sự nghiệp của bạn. Làm đi. Cuối cùng bạn hãy hỏi cấp trên của bạn, nếu có, xem đâu là việc quan trọng nhất. Hỏi thầy. Tức là mục tiêu của em là gì? Và những cái việc mà em làm hàng ngày này nè, thì cái việc nào quan trọng nhất? Phát triển cái việc đó lên đến mức tối đa. Bạn cũng nên áp dụng điều này vào đời sống cá nhân của mình. Hãy xác định những điều thực sự có ý nghĩa và những việc đơn giản, bởi nó là một thói quen. Dành thời gian cho gia đình, đi tập thể thao, làm tình nguyện và các mối quan hệ đều có thể được coi là những phần công việc thuộc 80% đó. Tức là quyết tâm ngày nào cũng đi tập thể thao 30 phút hàng ngày sáng, quyết tâm thức dậy sớm 4:10, 4:15 thức dậy để học bài, quyết tâm. Tất cả những công việc đó đều làm cho cuộc sống của mình có thêm nhiều ý nghĩa. Mình không có thời gian cố gắng, việc dành hàng giờ cho Facebook, lướt web và dán mắt vào TV đủ hết luôn. Facebook nè, thầy không có xài Facebook. Lướt web nè, thầy cũng ít khi lướt web, mà thầy ngồi trên máy tính nhiều để học, để làm website, làm những cái dự án website không thuộc vào những hoạt động trên. Những cái việc đó dán mắt vào TV, thầy ở trọ làm gì có TV, hên quá, ít quá. Ba cái này không có, ở nhà nè, ở nhà với mẹ nè mà có nhiều nữa, Facebook, lướt web nè, lướt mắt TV nè, chứ gì nữa. Không thuộc vào những hoạt động ở trên bởi nó ngốn quá nhiều thời gian của bạn, trong khi gần như không tạo được kết quả nào. Ngồi lướt Facebook hàng giờ tốn rất là nhiều thời gian nhưng mà không tạo được kết quả nào cả. Không có kết quả nào cả. Việc xác định 80% kết quả của bạn là điều rất rất quan trọng. Hãy xác định đâu là những hành động thực sự tạo ra thu nhập và điều gì thực sự mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của bạn. Thông tin này sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định khó khăn trong bước tiếp theo. Đó là bước đầu tiên, xác định cái nào quan trọng nhất, cái nào cần phải lỡ bỏ trong cuộc sống hàng ngày của mình. Xác định ngay. Qua bước thứ hai, đặt một câu hỏi đơn giản. Thời gian của bạn là có hạn, vậy tại sao bạn lại tiêu tốn nó vào những việc vô bổ? Bất cứ khi nào bạn đứng trước một dự án hoặc một công việc mới, hãy tự hỏi một câu hỏi đơn giản như sau: công việc này đang trợ giúp hay phá hủy hoạt động 80% của tôi? Khi mà có một cái gì đó mới đến với mình, tức là khi mà được giới thiệu đến Facebook, thì mình
phải đặt ra câu hỏi, cái Facebook này nó giúp ích tôi hay là nó làm hại tôi à, trong những cái hoạt động sống hàng ngày của tôi, trong cái mục tiêu đang đặt ra, mục tiêu lớn đầu đại học của tôi. Chúng ta thường đồng ý làm một điều gì đó vì sợ mất đi hình tượng hoặc làm ai đó phật lòng. Dù vậy, việc hiểu được điều gì quan trọng trong cuộc sống cũng không có gì là sai cả. Nếu bạn cảm thấy một điều gì đó chiếm mất thời gian của những hoạt động mang lại 80% hiệu quả của mình, hãy tránh làm nó đi bằng mọi giá. Bằng mọi giá phải tránh nó đi. Hãy nhớ, đừng bao giờ biến những ưu tiên của người khác thành của bạn. Đừng bao giờ biến những ưu tiên của người khác thành của bạn. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể từ chối nếu bạn có cấp trên. Bởi một giải pháp dành cho bạn đó là hãy đến gặp họ và giải thích rằng bạn đã xác định được các hoạt động cốt lõi của mình à, tôi đã xác định được vì gì quan trọng với tôi à, và giúp đem lại nhiều giá trị nhất cho công việc của tôi. Hãy nói rằng thời gian của bạn sẽ hiệu quả nhất khi tập trung vào những công việc đó. Hãy giải thích rằng bạn càng dành thời gian cho những hoạt động này thì hiệu suất trong công việc sẽ ngày càng được nâng cao. Mong cấp trên thông cảm. Bạn hãy sẽ nhận ra rằng phần lớn cấp trên đều sẽ hiểu khi bạn chỉ ra cách bạn có thể thực hiện công việc tốt hơn và giúp họ gặt hái được những kết quả cao hơn. Này đối với người đi làm. Còn mình là mình phải đặt ra câu hỏi đơn giản trước khi bắt đầu làm một việc gì đó. Hay là khi mà viết xong một cái list á, những cái công việc mà hàng ngày của mình đó, thì mình đặt ra câu hỏi, cái việc này có quan trọng với mình hay không? Có cần phải thực hiện hàng ngày hay không? Có cần phải lên Facebook hàng ngày hay không? Vâng. Có cần phải xem TV hàng ngày hay không? Và nếu mà không cần thiết á, lỡ bỏ nó ra khỏi cuộc sống hàng ngày của mình, lỡ bỏ nó bằng tất cả mọi giá, mình có thể làm được. Quyết tâm bỏ là bỏ được thôi. Kế tiếp qua bước thứ 3, lỡ bỏ hoặc ủy quyền. Nếu bạn đang gặp rắc rối với việc dành thời gian cho một dự án mới, bạn sẽ cần phải rà soát lại mọi thứ bạn làm thường xuyên. Rất có thể bạn đang làm một vài điều gì đó không mang lại cho bạn 80% hiệu quả công việc. Đó là những điều cần phải được loại bỏ hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện. Ủy quyền là nhờ người khác làm giùm. Hoặc là loại bỏ nó ra, không nghĩ đến nó nữa, bỏ nó đi luôn. Danh sách công việc của bạn không nên bị lấp đầy bởi những công việc không quan trọng. Nếu một hành động không mang lại sự hài lòng hoặc một kết quả đo lường được, thì bạn cần phải loại bỏ nó. Nếu hoặc là chuyển giao nó cho một ai khác, hoặc là loại bỏ nó hoàn toàn. Một lần nữa, rất có thể bạn sẽ lại phải có một cuộc nói chuyện dài với sếp của mình. Hãy giải thích một cách đơn giản rằng bạn cần phải tập trung vào những hoạt động quan trọng nhất và sau đó yêu cầu chuyển những hoạt động khác cho một người nào đó làm. Và tôi cần làm thời gian để làm cái này. Sếp của mình là ba, là mẹ, là những người à, là thầy, là cô nè ở trong trường. Đó là bước thứ ba. Cứ vẫn giống như bước thứ nhất thôi. Mình list ra rồi, mình coi rồi, cái nào mà không quan trọng á, thì mình lỡ bỏ à, lỡ bỏ nó đi. Hoặc là nhờ người nào có làm giùm hàng ngày, nhờ người khác làm giùm à. Bước thứ tư, đừng nhồi thêm vào mà hãy thay thế. Ta có 5 bước thôi. À, khi bắt đầu một dự án mới, đừng có thêm vào mà hãy thay thế nó. Cương quyết không nhét thêm nó vào danh sách những việc cần làm vốn đã chất đóng của bạn. Việc nhồi nhét thêm nó sẽ chỉ khiến bạn cảm thấy quá tải mà thôi. Đây chính là căn nguyên lớn gây ra sự trì hoãn. Đừng có thêm nó vào mà hãy thay thế. Cái nào không quan trọng á à, thì mình thay thế nó đi bằng cái công việc mới này. Thay vào đó, một giải pháp đơn giản hơn là thế chỗ dự án đó vào một công việc không tạo ra kết quả. Một việc nào đó mà nó vô bổ, không tạo ra kết quả thì mình thay thế nó bởi một công việc mới. Hãy nhớ rằng thời gian của bạn là có hạn. Nếu bạn cảm thấy dự án mới này đủ quan trọng để bắt tay vào thực hiện, thì nó cần được thay vào chỗ của một hoạt động đạt hiệu quả thấp hơn. Đó là cách bạn có thể tập trung được vào các công việc mang lại 80% kết quả mà không bị chìm nghiễm giữa đống công việc ngốn nhiều thời gian. Đúng không? Và bước cuối cùng, hãy thực hiện sự trì hoãn sáng tạo. Trì hoãn nhưng mà trì hoãn sáng tạo. Mục đích của cuốn sách này là giúp bạn chống lại sự trì hoãn. Nhưng đôi khi việc trì hoãn một công việc nào đó cũng là một chiến thuật. À, khi bạn biết một dự án không mang lại cho bạn 80% hiệu quả thì việc tạm gác lại nó đến một ngày nào đó cũng hoàn toàn hợp lý. Đúng không? Thay thế nó.
tạm gác nó lại đi, thì đó là một sự trì hoãn, nhưng mà trì hoãn này là hợp lý. Bạn sẽ chỉ làm công việc đó nếu sau này nó trở nên quan trọng hơn trong cuộc đời của bạn. Tạm gác nó qua đi, tập trung cái này tốt hơn. Mấu chốt của sự trì hoãn sáng tạo là tạo ra một thói quen rà soát danh sách những công việc tạm gác lại này, tức là thay thế nó nhưng mà không loại bỏ nó. Có một cái mới vào thay thế cái cũ, nhưng mà lưu cái cũ đó lại để sau này mình coi lại coi hiện tại bây giờ nó có quan trọng chưa, nó quan trọng đến mức nào, mình có cần thực hiện nó ngay bây giờ hay không. Theo tôi, bạn nên rà soát lại nó hàng tháng, theo dõi những mục tiêu của mình và xác định xem bạn có thời gian cho những dự án mới hay không. Bạn không nhất thiết phải hành động dựa trên những ý tưởng đó, nhưng ít nhất thỉnh thoảng bạn cũng nên xem xét chúng. Có ý tưởng mà thầy thì ý tưởng liên miên luôn, nhưng mà thực hiện á thì thực hiện không nổi. Phải xác định cái nào là quan trọng nhất để mà mình thực hiện hàng ngày. Rồi xong 5 bước, bây giờ người ta đọc cái cuối cùng, áp dụng thói quen này. Áp dụng thói quen này như thế nào? Phải mất một khoảng thời gian, việc thực hiện quy tắc 80-20 mới đi vào nề nếp. Giả sử khởi đầu nan, ban đầu sẽ khá khó khăn để buông tay với những dự án mà bạn từng nghĩ nó quan trọng, nhưng cuối cùng bạn cũng sẽ phát triển được một nhận thức trực giác về những gì mang lại giá trị và những gì chỉ đang làm lãng phí thời gian của mình. Để bắt đầu, tôi khuyên bạn làm những điều sau. Thực tế hơn nha, hồi nãy là lý thuyết, giờ đi vào thực tế. Hàng tháng đánh giá những hoạt động hàng ngày của bạn. Hàng tháng đánh giá lại những hoạt động hàng ngày của bạn. Xác định các hoạt động tạo ra 80% kết quả của tháng đó. Loại bỏ hoặc ủy quyền những nhiệm vụ không nằm trong số các hoạt động 80% đó. Hãy nói, công việc này phá hủy hay trợ giúp hoạt động 80-20 của tôi khi một dự án mới xuất hiện. Với kế tiếp, nếu không, nếu công việc đó đáng để theo đuổi thì hãy thế nó vào một đáng để theo đuổi, hãy thế nó vào một chỗ dự án khác, đừng chèn thêm nó vào danh sách công việc. Thực hiện trì hoãn sáng tạo với những công việc không quan trọng. Cái này, cách này khá là dễ ha. Ngay 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 từ lúc này, ngay từ lúc này, sau khi thầy đọc xong cái đoạn văn cuối cùng của cái ABH1 này, thì mấy em có thể ngồi suy nghĩ lại cái công việc hàng ngày của mình và làm theo những cái mới mới học, ứng dụng ngay đi. Bạn sẽ nhận thấy rằng thật dễ dàng để chống lại sự trì hoãn nếu tập trung vào những hoạt động mang lại cho bạn những kết quả lớn nhất, tương xứng với thời gian bạn bỏ ra. Hãy áp dụng quy tắc 80-20 và bạn sẽ không phải trải qua cảm giác quá tải nữa. Bạn sẽ không bị căng thẳng vì danh sách công việc dài bất tận của mình. Thay vào đó, bạn sẽ thực hiện những công việc quan trọng nhất với cuộc sống của mình một cách năng động hơn. Rồi, bữa sau thầy sẽ đọc, nếu có thời gian sẽ đọc nhiều hơn. Còn bây giờ thì áp dụng đi nha. Rồi thôi nghỉ. Chào các em.